Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin phép được gửi đến các bạn các bước để thể hiện một ca khúc sao cho trọn vẹn nhất. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn mẫu một bài hát, đó là bài Từng Yêu Đi. Một bài hát mình rất thích. Qua cái các bước hướng dẫn của mình thì các bạn sẽ tự áp dụng vào những ca khúc mà các bạn thích để thể hiện bài hát đó một cách trọn vẹn nhất. Bước đầu tiên, để hát một ca khúc cho thật hay thì chúng ta phải bỏ thời gian ra, chúng ta nghiên cứu tác phẩm ấy đã. Ví dụ là bài hát đấy nó nói về điều gì, nó vui hay nó buồn. Thì ví như bài Từng Yêu này này, thì này là một bài hát, là một chuyện tình cảm động đúng không? Nó rất là buồn đó. Thì chúng ta phải hiểu nội dung của nó là về một câu chuyện buồn, một người nhớ lại về quãng thời gian với người yêu cũ của mình, có những cái ký ức đấy, nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc với người mình đã từng yêu và những đổ vỡ, và bây giờ nhớ lại và anh ta cảm thấy hối tiếc, có một cái gì đó vẫn dõi theo người yêu từ phía sau. Nội dung bài hát Từng Yêu nó là như vậy. Tiếp theo, khi chúng ta hát thì chúng ta tất nhiên là phải thuộc lời rồi đúng không? Chúng ta phải thuộc lời bài hát để chúng ta nghiên cứu câu từ. Sau khi biết được bài hát nói về điều gì thì chúng ta bắt đầu vào hát thử, xem bài hát đó ở giọng gì có phù hợp với quãng giọng của chúng ta không. Ví dụ như bài Từng Yêu này thì ca sĩ hát ở giọng pha thứ, là nó hơi cao đối với mình. Mình vẫn muốn hát nó, có thể là mình hát cái quãng giọng của mình sẽ không cao như thế, thì mình sẽ hạ đi bớt nửa tông, nửa cung xuống mi thứ, pha thứ này. Có ký ức nào, mi thứ xuống nửa cung. Có ký ức nào. Bởi vì cái quãng giọng của mình, vì sao mình lại phải hạ? Mình hát chỉ đẹp ở đến nốt son thôi. Quãng giọng của mình hát là đẹp đến son và mình xử lý ổn. Hát đến nốt cao hơn thì nó sẽ mệt hơn và nó sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ, xử lý nó bị mệt và nó bị hụt hơi. Đó, cho nên mình phải hạ tông xuống để cho phù hợp với quãng giọng của mình. Như cái bài gốc giọng pha thứ. Giọng pha thứ thì nó lên đến son thăng. Nếu một ngày hát nó rất đối, nó cảm giác nó rất căng mà không cần thiết. Cho nên mình sẽ hạ xuống nửa cung, nửa tông ấy, để cho nó phù hợp với quãng giọng của mình, là mình lên được nốt son. Nếu một ngày người em yêu bội bạc. Ok nha, tiếp theo mình sẽ bắt đầu vào phân tích bài hát này. Bài hát được chia ra làm hai đoạn. Và đoạn điệp khúc thì nó là cao trào đúng không các bạn? Điệp khúc thì thường là luôn là cao trào của một bài hát. Đó, thì đoạn đầu nó là một cái hồi ức, nó là những cái nhớ nhung về những cái kỷ niệm. Thì mình hát có một cái chút gì đấy, nó nhẹ nhàng, nó buồn man mác, nó hơi buồn man mác đấy. Và mình không cần phải dồn hết sức vào đoạn đầu này mình không cần dồn hết sức nhé. Có một sai lầm các bạn khi hát là các bạn hát từ đầu đến cuối nó đều mạnh bạo, nó không có một cái tương phản giữa đoạn 1 và đoạn điệp khúc là đoạn 2. Ví dụ thấy bài này là hai đoạn thì đoạn điệp khúc lúc nào nó cũng phải tương phản hơn so với đoạn đầu, thì bài hát của chúng ta thể hiện nó mới có những cái sắc thái của từng đoạn, nó mới hay. Còn khi chúng ta hát từ đầu đến cuối với một sắc thái thì bài hát nó sẽ trôi tuẹt đi, dù các bạn hát thể hiện thế nào thì nghe nó cũng bị nhạt đó. Và điều thứ hai, khi xử lý như vậy, xử lý đoạn đầu nhẹ nhàng thì chúng ta nó vẫn hiệu quả nhé. Thì chúng ta để dành sức cho chúng ta bung ở đoạn 2 thì cái bài hát nó sẽ có độ tương phản lớn hơn. Mình xin phép thử hát một đoạn đầu, các bạn nghe thử nhé. Bài Từng Yêu này. Hát không hay các bạn đừng cười nhé. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào? Sợ người ta không yêu thương em, anh biết.
biết phải làm sao. Đó, ví dụ thế. Thì cái từ cái đoạn là người đàn ông đang đi bên em là nó có một cái chút gì đó là chúng ta phải hơi đẩy lên rồi. Chúng ta phải hơi đẩy cảm xúc lên một chút so với đoạn 4 câu đầu. Có đắng cay nào bằng em vội vàng có mau. Là chúng ta hát đổi về trên, chúng ta hát vẫn nhẹ nhàng bình thường. Chúng ta phải hát rõ từng chữ một các bạn nhé. Dù chúng ta xử lý to nhỏ thế nào thì chúng ta vẫn phải hát rõ chữ. Đó. Những cái đoạn buồn mang mác này chúng ta hát chỉ nhẹ thôi. Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Chúng ta hát nhỏ thôi, hát nhẹ thôi, nhưng nó vẫn phải hiệu, nó vẫn hiệu quả các bạn ạ. Chúng ta không cần hát to. Người đàn ông đang đi bên em là người như thế nào. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Đó, chúng ta có thể hát cái phải làm sao theo hai cách. Lời một, chúng ta hát có thể như này. Phải làm sao. Chúng ta hát nhẹ thôi, hát gần như là giọng pha ấy. Đó, để đoạn 2 chúng ta hát khác đi cũng được. Anh biết phải làm sao. Đó. Sao. Khi mà hát vào những cái từ ngữ mà chúng ta phải đọc, đọc cái lời ấy, chúng ta hát làm sao để chúng ta thể hiện vào cái đoạn đấy nó phải phù hợp. Sợ, sợ người ta không yêu thương em. Sợ, chúng ta phải sợ chứ đúng không? Sợ, sợ người ta không yêu thương em. Mà chúng ta hát tươi cười như thế là nó không hợp với cái lời của bài hát. Chúng ta phải đặt mình vào bài hát thì chúng ta xử lý nó mới có hồn được. Quan trọng nhất khi hát một bài hát là chúng ta phải hát rõ lời, rõ chữ. Lúc nào mình cũng nhắc điều đó. Thứ hai là phải hát đúng cao độ, đúng nhịp phách. Và cái thứ ba là phải có hồn, thể hiện tác phẩm đúng tinh thần thì bài hát nó sẽ hay, phù hợp với luôn mọi một hoàn cảnh các bạn nhé. Cho nên là mình nhấn mạnh với các bạn ấy là khi hát một bài hát nào đấy, các bạn phải nghiên cứu bài hát, xem bài hát nói về cái gì, muốn nói cái gì. Chúng ta phải đầu tư, chứ chúng ta mà đi hát chưa hiểu bài hát, chúng ta hát karaoke thì nó sẽ rất dở. Nếu mà không kỹ, chúng ta hát chỉ cho nó qua bài thôi. Nếu chúng ta không đi hát nhiều, chúng ta không phải là người được học qua ấy. Mình xin lỗi là có nhiều bạn, là nhiều người anh chị có thể là không học qua trường lớp, nhưng cái bản năng, cái năng khiếu của người ta cảm âm tốt ấy, thì người ta có thể hát một ca khúc mới hát nhưng người ta hát vẫn có thể hiểu, người ta hát hay được. Nhưng chúng ta nếu không có mình cảm âm tốt ấy, thì chúng ta nên đọc bài hát để xem bài hát nói về điều gì. Mình nhắc lại nhé, rất kỹ điều này. Phải biết bài hát viết về cái gì thì chúng ta mới hát đúng tinh thần bài hát được, thì bài hát mới hay được. Tiếp theo đến đoạn điệp khúc. Đến đoạn điệp khúc thì chúng ta phải đẩy cái cao trào lên đúng không? Bởi vì khi mà nhạc beat nổi lên thì đoạn điệp khúc là nó cũng trống vào, đẩy cái cảm xúc của bài hát lên. Thì chúng ta hát cũng phải đẩy cảm xúc lên để làm sao cho nó phù hợp với tinh thần của bài hát, để nó tương phản lại với cái đoạn đầu chúng ta hát nhẹ nhàng. Ok, okay, mình sẽ bắt đầu hát vào đoạn điệp khúc nhé, nối vào từ cái câu cuối này. Sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Ok, các bạn lật lại cái câu mình hát này. Nếu sau này họ xa đi vội vàng. Đấy, mình có một cái đoạn đấy, mình gài cái đoạn nảy đấy. Clip số 8, mình có hướng dẫn về cái cách mà để đẩy cảm xúc bài hát lên. Nếu sau này, này. Nếu mà nhé, mình hát nhé. Nếu sau này họ xa đi vội vàng. Thì nó không có một cái gì đấy gọi là đẩy cảm xúc lên. Và nó không có cái gì đấy nức nở. Nghe nó sẽ trôi qua. Nhưng mà mình chỉ cần thêm một chút hiệu ứng nhỏ là. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dẫu muôn mang. Đấy,
thì các bạn nghe cái bài hát này nó sẽ bi lụy hơn đúng không? Những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ với các bạn từ những clip trước ấy, các bạn hiểu và các bạn áp dụng bài hát ấy, thì nó sẽ hiệu quả các bạn ạ, nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nếu các bạn làm đúng chỗ đó. Thì đoạn này là đoạn hối tiếc, là người ta đi, người ta cái cô gái này yêu một người khác, là thằng này à, chàng trai xin lỗi, chàng trai đứng sau và dõi theo cô gái, thì chàng trai vẫn có tha thiết mong cô gái quay trở lại đấy. Thì có gì đấy nó rất là quằn quại trong cái đoạn này, thì chúng ta hát phải đẩy cảm xúc lên như thế. Khi mà đẩy lên cái đoạn anh vẫn chờ em dấu muôn màn, nhưng mà đến cái đoạn sau ấy là biết em thương người ấy đã rất nhiều, thì gần như là vẫn hy vọng cô gái quay trở lại, nhưng cô ấy đang hạnh phúc, chàng trai biết là mình hết cơ hội để quay trở lại với cô gái, cho nên là chúng ta có hát có một cái gì đó nó chua xót và nó chấp nhận sự thật là à, mình mất người yêu rồi, mình không còn cơ hội rồi, mình chỉ biết đứng dõi theo để xem người ta sống có tốt hay không thôi, đúng không? Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu, trái tim em giờ đã quên uổng chiều, xin đừng quên ta đã từng yêu. Các bạn thấy đấy, mình dung ở những cái trong bài hát mình dung rất ít chỗ thôi, bởi vì nếu mà các bạn ngân dung nhiều thì kỹ thuật đấy rất là kỹ thuật, nhưng mà nó sẽ bị nhảm, cho nên mình chỉ dung ở câu cuối thôi. Các bạn thấy không, dung rất rõ ở câu cuối để cho nó có một cái gì đấy nó đạt hiệu quả, là nó rất là quằn quại, nó đầy cảm xúc lên. Khi các bạn đặt được tâm trạng của mình và hiểu bài hát ấy, thì các bạn hát nó sẽ ra hồn của bài hát. Các bạn hát không cần phải to mồm ấy, âm lượng không cần to, mà nó phải có độ tương phản ở đoạn 1 và đoạn 2. Và điệp khúc thì chúng ta mới đẩy lực lên. Đoạn 1 chúng ta hát bình thường thôi để chúng ta dành sức sang đoạn 2. Đó, chứ hát to không phải là hay. Các bạn hiểu nhá. Hiểu vấn đề đấy. Mà chúng ta phải xử lý to nhỏ đúng chỗ và kỹ thuật chúng ta cài cắm vào bài hát đúng chỗ. Nói thật là mình sẽ không thể phân tích từng câu từng chữ đoạn này hát khẩu hình như thế nào, nó là học vẹt. Nếu một ngày các bạn phải mở mồm e thế này, y thế này, không được, mình không làm được điều đấy. Mình làm như thế thì các bạn sẽ chỉ hát được bài này như thế thôi, ứng dụng vào những cái bài sau nó rất là khó. Cho nên các bạn phải hiểu cái ý của mình ở đây là khi hát một ca khúc chúng ta phải hiểu bài hát nó nói gì đấy, đặt mình vào bài hát. Yếu tố thứ hai là chúng ta không cần hát to mà chúng ta cần sự tương phản giữa đoạn 1 và đoạn 2. Đấy, thì từ đó chúng ta sẽ xử lý làm sao cho nó đúng với tinh thần của bài hát. Đấy, còn nếu mà mình dạy các bạn hát từng câu từng chữ thì nó chỉ là học vẹt. Đúng ra chúng ta hát chúng ta phải ngấm bài, phải thuộc lời, nhưng mà mình thích bài này nhưng mà mình chưa thuộc, cho nên mình vẫn phải nhìn bản nhạc để có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu. Có đơn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau. Có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu. Có đáng cây nào bằng em vội vàng qua mau. Người đàn ông đang đi bên em là người sợ người ta không yêu thương em, anh biết phải làm sao. Nếu một ngày người em yêu bội bạc, em đừng cần những thứ cao xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn màng. Chia sẻ với các bạn số bước để xử lý một ca khúc cho nó trọn vẹn. Bước đầu tiên mình sẽ nhắc lại là các bạn phải thuộc lời bài hát đã. Bước đầu tiên thuộc lời bài hát. Bước thứ hai
là hiểu nội dung bài hát nói về điều gì, bài hát vui hay buồn. Bước thứ ba là chúng ta phải xem bài hát có hợp với giọng của chúng ta không. Nếu bài hát mà cao quá so với giọng của chúng ta phải căn lại quãng, nó về quãng của chúng ta thì chúng ta xử lý sẽ chuẩn hơn. Bước thứ tư là chúng ta phải xem bài hát nó tương phản như thế nào. Chúng ta phải hát to nhỏ, đúng lúc, đúng chỗ, xử lý đúng chỗ và nó sẽ không bị đều đều và nó sẽ đạt được sự hiệu quả cao. Và một điều mình luôn muốn nhắc các bạn là hát to không phải là hay. Đó, chúng ta phải thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, hát đúng lúc, đúng chỗ, cài cắm kỹ thuật, đúng câu từ thì bài hát nó sẽ ra được cái hồn. Khi làm được những cái bước trên thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ tự cảm được bài hát và sẽ nâng được cái nhạc cảm của chúng ta lên. Từ đó, những cái bài hát tiếp theo chúng ta sẽ xử lý một cách chuẩn xác và có hồn hơn. Và cái hồn của bài hát cộng với lại hát rõ lời, rõ chữ, đúng cao độ thì các bạn đã hát hay được đến 95% rồi. Ok, chúng ta phải có sự đầu tư và trau chuốt khi hát thì cái tác phẩm và cái bài hát của chúng ta thể hiện nó mới hay được các bạn ạ. Chứ chúng ta hát karaoke thì chỉ là hát chơi thôi, đau họng thôi. Chúng ta sẽ không đạt được cái hiệu quả cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Xin trân trọng và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.